Xin chào quý bà con, trước mặt quý bà con là ba mẫu dao xay thịt, xay đá lăng mà hiện nay chúng em đã cung cấp ạ. Tất cả các lưỡi dao này đều làm bằng inox 3x4 ạ. Từ lưỡi dao tới bu lông gắn vào ạ, đều là bằng inox ạ. Đầu tiên em xin giới thiệu về mẫu dao bé nhất. Mẫu dao này có chiều dài là 13,5 cm, rất chi là phù hợp với lồi 370 đấy ạ. Đối với công suất 370W, lâu đài sẽ là 16 cm. Rất chi là vừa vặn và chuẩn xác luôn ạ. Tiếp theo đó, đó là mẫu dao dài 16 cm. Rất chi là đẹp và sắc. Chiếc dao này phù hợp với lồi 750W và chiều dài của sau là 16 cm. Isilux luôn. Và cuối cùng em xin giới thiệu, đó là mẫu dao cuối cùng là lưỡi dao ba cánh, rất chi là đẹp đẽ. Phù hợp với lồi có công suất từ 900 tới 1.100W ạ. Ngoài bán dao ra, bên em còn cung cấp thêm những lồi xay đá lăng. Như quý vị cũng thấy rằng, tất cả các lồi và khung son đều làm inox 3x4 ạ. Rất chi là đẹp, sáng bóng, dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe.